chào cả nhà ha. Chào cả nhà đã quay trở lại kênh của em. Thì quay lại thăm cái vườn của em ha. Thì hôm nay thì quay lại cho cô chú anh chị mình xem một số cây. Thì em đã tưới phân nay cũng được 3-4 ngày rồi. Thì hiện tại bây giờ có một số vàng nụ nó lên rất là nhiều ha. Đó, cái cây này thì nói chung cũng được 3 mùa mấy rồi. Đó. Và mùa mấy mà cái số cái vàng nụ ở đây thì em tưới đợt này nữa nó lên rất là nhiều. Cái phần mà em lắp đất lên nè, số đất lên trên nè, đây số rễ cám đây, rễ cám đây ăn rất là nhiều luôn ha. Nó nên cái cây mình nó chịu được cái đất rồi thì nó nở cũng đẹp luôn. Nó bắt qua được cái đất. Thường thì những cái cây dưới đất đó, hỏi sao tại sao mà cái vàng nụ nó nở rất là đẹp, nó tại vì nó bắt được đất. Đó, số rễ ha, bắt được đất thì cái cây mình nó nở rất là khỏe luôn á, khỏe mạnh. Đây, cây này em thấy cây này là nó đang ăn ra đất rất là nhiều đây. Đây trắng trắng đây là những cái cổ rễ nó ha. Đây, rễ nó ăn ra đây. Đó, trắng nó ăn luôn qua đất luôn này. Tìm giữ nước được cái thời gian này thì mình tưới dưỡng vô nữa. Đó, tưới dưỡng vô. Nhưng mà ở đây em vẫn chưa có xịt thuốc sâu ha. Có thể mình xịt đặc trị bọ trĩ trước đi. Đó, đặc trị bọ trĩ để cho cái những con bọ trĩ nó núp trong đây thì nó không có, khi mình lại lá ra đó nó nở bông, nó không có bị dúng cái cánh nữa. Đó, nên mình xịt được hai đợt đặc trị bọ trĩ trước đi rồi mình xịt thuốc sâu sau. Thì thuốc sâu ở đây em sẽ xịt cận kề ha, cận kề thì khoảng trước khi lại lá thì em sẽ xịt một hoặc hai đợt rồi sau khi lại lá mình xịt nữa ha. Đó, thì cái cây mình nó không bị sâu. Thì thời gian này em thấy tại vì không có đi tược non đó nên em cũng không có xịt thuốc sâu nữa đó, nên không có thấy có sâu thì em không có xịt ha. Những cây trên đây thì em không có xịt thuốc sâu để xịt. Thì tại khi mình tưới phân đó, tưới phân thì cái cây mình nó đã hút được cái dinh dưỡng lên trên này đó, hút được dinh dưỡng lên nụ rồi. Nếu mình xịt thuốc thì nó kích, nhiều khi nó sẽ nở một số sớm ha, nên em không có xịt thuốc, bỏ luôn không có xịt thuốc sâu. Cây này là vàng nút rất là mùi nè, lớn nè, đều hết. Cây này nói chung là năm rồi nó nở rất là đẹp. Thì em cho thuê cây này rồi. Thì năm rồi thì ông chú thấy nở đẹp thì năm nay cũng đặt hàng luôn ha. Em để lại cho ông chú. Cây này em chưa giao lưu ha. Đó, nụ, nói chung cây này nụ rất là đẹp. Đây, cây này thì non tháng này, em ghép mới 11 tháng thôi. Vàng xương vàng cốt thì nay nó cũng có số, nó cũng muốn mím rồi, mím khá nhiều ha. Cây sung khỏe thì ghép này em cũng đóng nối đầu cành nè, chứ em không có để ra cây hai em ghép ha. Số vàng nụ thì có số nó ra ngoài luôn đó. Thì lúc đầu đó thì để chia sẻ hôm rồi tháng 8 đó thì sẽ bấm những cái đọt ở ngoài cho nó chặn đọt để cho cái vàng nụ mình nó ra luôn tới ngoài ha. Đó, thì em bấm thì nay cái vàng nụ ra tuốt ở ngoài hết rồi. Đó, thì sau khi mình lại lá xong thì mình vẫn bấm lại ha, những cái nụ nào không cần thiết, những cái đọt nào ở ngoài thì mình vẫn bấm luôn, những cái ngòi viết vậy, như những cái ngòi viết như vậy nè. Đó, nếu mình xin mình bấm. Đó, khi lại lá mình bấm như vậy để chặn nó không cho ra tược, để nó nuôi nó bung luôn những cái nụ ở ngoài luôn thì cái cây mình nó sẽ đồng loạt ha, nó không có cần cho nó ra tược mà chỉ nó ra nụ thôi. Nó như những ngòi viết như vậy thì khi mình lại lá xong mình cắt bỏ những ngòi viết đó để cho cái cây mình chỉ còn cái vàng nụ thôi nha. Đó, thì chia sẻ của chú anh chị mình để cho cái cây mình vào cái tháng này thì cũng cận kề rồi, cận kề Tết rồi, thì mình chủ yếu là mình canh làm sao cho nó đạt cái vàng nụ mình đi, cái cây mình khi Tết thì nó nở ra cho nó đẹp luôn, đồng loạt mà nó đẹp. Thì tưới em 27 này em sẽ tưới một đợt nữa ha, 27 tưới một đợt. Nếu mà tiết thuận thì mình chỉ tưới nhẹ thôi. Thì cái liều lượng của em đi ở đây rất là nhẹ, tại vì khi mình tưới hàng ngày em cũng đi nhẹ rồi. Nếu mình đi cái lượng phân nhiều quá vào cái tháng này ha, thì sợ nó sẽ bị sốc phân, nó sẽ bị rớt lá xanh nhiều thì cái cây mình nó sẽ mất sức nha. Khi mình lại lá rồi cái cây nó bung cũng không đồng loạt mà nó nở đi chăng nữa thì cái bông nó cũng không có bự to nữa, tại vì khi rớt lá là nó đã động cái rễ của mình rồi, nó không có còn
nó rớt lá xanh thì cái rễ của mình nó không, cái lá nó không có nhiều, nó không có hút được cái lượng nước lên cái thân cây nhiều ha. Thì dễ tình trạng là khi mình bung lại lá ra, bung rồi bung dàn nụ thì bông nó nở nó rất là nhỏ, nó không có lớn cánh lớn nụ đó. Thì nếu mà cô anh chị nào mà bỏ phân thuốc lâu như em thì mình nhấp là từ từ thôi, tăng liều lượng từ từ chứ đừng để nó sốc quá rồi mình không có xử lý lại được ha. Đó. Nếu mà 27 này mà tiết nó thuận bình thường đó thì qua mùng 5 em cũng tưới dưỡng nhấp nhẹ thôi, không có đi lượng phân nhiều nữa. Thì để cho cái cây mình nó đạt hơn thì mình chú ý ha. Đó, chú ý cái thời gian này nó rất là quan trọng. Nụ đây là rất là nhiều ha. Dàn nụ này, những cây này thì em bảo đảm khi lại lá ra nó bung rất là đều đây. Tại vì cái lá nó thưa mà cái dàn nụ nó rám đều thì mình lại lá ra cái bông nó cũng chuẩn nữa. Nó đủ cái ngày tháng để cho nó nở những cái cánh, những cái bông nó bung ra đều. Cây này rất là thưa, đều lá ha. Nó rớt lá thì nó rượt lá vàng vàng như vậy là vừa rồi. Nói chung cây này em thấy nó một số cây lớn của em là cái dàn nụ nó đều nhất ha. Đó, thì tầm cái Thủ Đức mình nó từ 3 mùa trở lên là cái cây mình nó đã chuẩn rồi, khá là chuẩn cây ha. Nên từ cái bông cái nụ thì nó cũng dễ hơn những cái cây non. Cây non thì mình phải chặn trước tháng 9 là mình không cho nó đi được rồi. Còn cây già này thì có thể tháng 10 mình chặn cũng được nữa. Nói chung tháng 10 khi mình chặn để rồi thì nó lên rất là mau. Cây nụ nó rất là đều ha. Cũng đủ nắng, cây này thì nó cũng đủ nắng hết à. Thì có một số anh em hỏi cái thời gian này thay phân kịp hay không. Thì cái cây này em thay cũng được gần một tháng rồi đây. Đó. Thì mình vô mình cũng tưới diomin rồi xử lý. Đó, cây gọn hơn, ví dụ chậu nhỏ thì mình cũng khi mình lãi lá mình thay vẫn được nha. Cái lá mình lên mức xanh mình thay qua cái chậu, ví dụ như chậu 5 lên chậu 5 rưỡi thôi. Chứ đừng cho nhiều quá. Đó, mình thay chủ yếu là mình... cho nó mình tưới dưỡng thôi, tưới dưỡng nhẹ ra cho nó bắt rễ, rồi mình canh cái lượng nước. Cũng như là nó quan trọng nhất ha. Nhưng tại vì lúc nào ở trong đây thì vẫn có rễ mà khi mình thay ra ngoài thì nó chưa có bắt rễ ra thì mình tưới một lần diomin mình giữ nước đi, đó, cho nó đừng bị nấm, cho nó bắt ở ngoài nó khô ráo để cái rễ cám mình nó ra được đều nha, nó đều, trồng đều. Được cho cái cây mình nó được cái dàn rễ mới thì nó sẽ tốt hơn. Nếu mà không có nó ra rễ mới thì nó dễ bị úng ha. Đó, thay tháng này thì quan trọng lắm. Nói chung là giữ nước tháng này là quan trọng nhất để cho cái cây mình nó bắt được cái rễ cám mới á, thì cái cây mình nó nở đẹp ha. Còn nếu mà nó ôi nước nó không có thoáng khô ráo á thì nó dễ tình trạng bị úng rễ nha. Đó, nên thay là cũng chú ý quan trọng lắm. Tại nhiều anh em nhiều khi mình chưa biết cách giữ nước, canh nước đó là nó dễ bị úng rễ. Thì cái cây mình nó khi lại lá ra thì nó nở không đồng đều, rồi cái bông mình nó nở sập sòi lắm, cái bông mình nó không có đẹp nữa. Đây, cây tứ quý này em cũng thay này cũng khoảng 10 mấy 20 ngày rồi đây. Đó, canh cái lượng nước ha, canh cái lượng nước ráo. Đó, bầu phân khi tưới diomin là mình thấy là cái vàng trấu sữa dừa lớp trên này nè, nó đỏ ha, màu đỏ, tại vì nó lượt những cái cặn, những cái dơ, chất dơ đó, đó trong sữa dừa ra, thì chất chát rồi đó nó lượt ra, mình tưới diomin để mình lượt ra cho cái cây mình nó không có bị nấm bệnh ha, trong trấu rồi này kia. Đó, thì mình tưới trước như vậy một đợt hai đợt. Đó, theo khi thay chậu mình tưới như vậy thì cái cây mình nó không có bị nấm bệnh ha, ít bị nấm bệnh hơn so với mà mình không tưới thì nó dễ bị nấm ha. Đó, nó cũng chịu bắt rồi. Cây này thì em cái Thủ Đức nè, tứ quý em cái Thủ Đức. Thì thường là nếu mà mình không biết canh nước đó nó dễ bị khô cục nhưng thì nó sẽ rượt lá ha. Nó rượt lá là anh em là biết là khi cục nhân nó bị khô
một hai ngày thì mình tưới, mình canh, mình không biết cái trong đây nó khô như thế nào đó, nó thiếu nước hay nó dư nước đó, thì mình sẽ thể xách thùng, mình tưới ha, xách thùng mình tưới ở trong cục nhân này, mình giữ được nước 2-3 ngày, ở ngoài này mình khỏi tưới cũng được nữa, để nó khô ráo ha. Đó, thì cái cây mình nó sẽ tốt ha. Để em thử cổ rễ đây có ra nhiều chưa ha. Đó, ở trong trấu sơ dừa thì trong đây rất là đỏ ha. Đó, mình tưới được bitumen 2 đợt là trong đây nó rất là đỏ, ngon. Canh nên lượng nước là quan trọng nhất ha. Chưa thấy. Dược lá thì được ra được thưa thưa thì cái dàn nụ đây các bác anh chị mình thấy là nó đều hết ha. Đó, nên chia sẻ cho chú anh chị mình từ giờ này thì nó cũng cận kề rồi, thì để cho quan trọng nhất là cái nụ mình nó lên chắc khỏe hay không, nó lên đều hay không. Còn nếu mà xanh quá thì trường hợp xanh quá thì cũng như hôm trước cái chia sẻ đó thì mình phải rong bớt ha. Đó, mình rong bớt những số lá ở ngoài. Đó, số lá nhiều như cây này thì nó cũng lên đều đây, nhưng mà còn gặp quá thì trước khi lại lá khoảng 3 ngày thì mình cũng rong lá ha, tiếp tục rong lá. Những cây gặp gì mình rong trước, rong khoảng 50% cũng được ha, tại vì cận kề thì 1-2 ngày nó cũng không thành vấn đề. Thì để cho cái cây mình ở ngoài, thường ở ngoài này cái dàn nụ nó hơi non hơn thì mình rong trước cũng vẫn bình thường ha, không sao. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã bỏ thời gian để theo dõi đăng ký kênh của em. Thì năm nay em vẫn bán ở Thành Thái quận 10 ha. Nếu cô chú anh chị nào mà gần ở thành phố đó thì có thuê cây hoặc là có mua một số cây bonsai để về trưng Tết á, thì rất mong cô chú anh chị mình ra ủng hộ em ha. Em bán ở đường Thành Thái thì khi em lên chợ thì cũng quay lên chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Có ai cần mặt hàng thuê Tết hoặc là mua về trưng Tết á thì cô chú anh chị ra ủng hộ nhà vườn em nha. Để rồi thì một lần nữa em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều trong thời gian qua đã đăng ký kênh ủng hộ kênh em. Dạ thì chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe ha, làm ăn buôn bán phát tài nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn rất là nhiều.